Trần Như Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề xung quanh chúng ta. Chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên YouTube. Tuy nhiên bên Facebook của Phong đã bị vấn đề liên quan tới livestream, do đó không phát livestream được, đành phải phát lại trên YouTube. Cáo lỗi cùng tất cả các khán giả bên Facebook. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì chính thức tuần trước thì cái tòa án xét xử ông Trump về cái tội gọi là tiền bịt miệng với cô đào gọi là Tommy Daniel thì đã chọn xong bồi thẩm đoàn và chính thức ngày hôm nay sẽ bắt đầu cái phiên xử dành cho ông Trump. Và giống như tôi đã từng nói, cuộc bầu cử năm nay 2024, những chuyện chưa từng xảy ra sẽ xảy ra và nó đang xảy ra. Quý vị, thứ nhất là chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ có một ứng cử viên tổng thống và là một cựu tổng thống bị truy tố tội hình sự, tức là criminal. Thì quý vị, đây là một trong những cái bản án mà nó đang được xét xử. Và giống như tôi nói tuần trước là cái cách chọn bồi thẩm đoàn đã cho thấy đây chỉ là một vở kịch. Một vở kịch trình diễn cho mọi người xem. Và bản án đã được định từ trước, giống y chang như Cộng sản. Có nghĩa là gì quý vị? Những kẻ mà được làm bồi thẩm đoàn kỳ này là lấy những cái câu nói và những cái câu trả lời, chúng ta thấy được sự dối trá của họ. Mục đích của họ là được ngồi vào ghế bồi thẩm đoàn để họ quyết định cái tội của ông Trump, là phía bồi thẩm đoàn. Thứ hai là phía quan tòa. Quan tòa đã đặt ra cái quy tắc chọn bồi thẩm đoàn để có lợi cho Alvin Bragg, tức là công tố viên của Manhattan. Và cuối cùng thì quý vị, công tố viên này lại là công tố viên của đảng Dân Chủ mà. Và ông ta đã tìm cách gọi là biến một cái vụ án dân sự thành một cái vụ án hình sự. Và dường như từ ba phía chúng ta thấy, từ công tố viên, từ quan tòa, cho tới kể cả những người vừa được chọn làm bồi thẩm đoàn, tất cả đều có một định hướng. Tức là họ định trong đầu bản án có sẵn rồi. Họ định trong đầu, và cái kỳ này, tuần này bắt đầu ngày hôm nay là ngày xét xử, chỉ là một màn trình diễn của đám này mà thôi. Không có gì khác hơn là cái màn trình diễn. Và kết quả thì ông Trump vẫn sẽ bị định tội. Tức là ông ta sẽ bị phán là có tội trong ít nhất 34 tội danh mà Alvin Bragg đã truy tố ông Trump. Thì quý vị, chuyện gì xảy ra và câu chuyện sẽ như thế nào? Đây sẽ là cái bài nói chuyện và thảo luận của tôi trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay. Đầu tiên hết là giống như tôi nói, vụ án này chỉ là một vở kịch trình diễn mà thôi. Tất cả mọi người ở bên ngoài đều thấy rõ cái vở kịch trình diễn này như thế nào rồi. Và kết quả là ông Trump sẽ bị kết tội. Thì quý vị, bất kể hai bên đưa ra lời tranh luận như thế nào, và trong đầu của những cái bồi thẩm đoàn này, kể cả quan tòa, họ sẽ quyết định định tội ông Trump. Tuy nhiên, thì quý vị, việc định tội ông Trump là chắc chắn. Có điều là thông thường ở Mỹ này, những cái án hình sự, những cái án hình sự sau khi định tội xong thì mới đưa ra bản án. Thì quý vị, cái thời gian đưa ra bản án thông thường là 3 tháng tới 6 tháng. Nếu mà quyết định một người nào đó có tội, tức là quan tòa quyết định, ồ, guilty rồi, anh đã guilty, thì bản án nó sẽ dừng lại ngay chỗ này. Tức là cái tuần này xét xử xong, nó sẽ dừng lại ở chỗ này, trong vòng 2 tuần lễ. Thì khi mà dừng lại 2 tuần lễ xong, thì bắt đầu là sẽ đi tới định án, tức là bây giờ có tội rồi, thì sẽ bị kết án bao nhiêu năm tù. Thì cái đó là quý vị, thường thường ở Mỹ này, những cái vụ án mà liên quan tới hình sự này là sau khi định tội xong thì cái thời gian mà để kết án tù nó kéo dài từ 3 tháng tới 6 tháng. Đây là cái quy tắc thông thường của tòa án, và cấp tiểu bang hay cấp liên bang cũng vậy. Tuy nhiên lần này họ sẽ chơi cái trò fast track, tức là sau khi định tội xong thì họ sẽ thúc đẩy quan tòa là đi cái fast track, tức là một cái đường hướng nhanh để mà kết tội sớm, để đưa ông Trump vô tù. Đây là cái cách họ sẽ làm trong thời gian tới. Và quý vị sẽ thấy được y chang những gì tôi nói là nó sẽ xảy ra. Là thay vì lại chờ 3 tháng tới 6 tháng cho phía của biện hộ nộp đơn kháng án, hay là
thì bây giờ họ đi fast track luôn, muốn nộp đơn kháng án cứ việc nộp, tôi định tội trước và tôi định án trước, muốn kháng án ở trong tù kháng án thì họ sẽ đi cái hướng gọi là fast track để mà tìm cách đẩy ông Trump vào tù. Thì do đó quý vị, tôi nói lần đầu tiên trong lịch sử của thế giới là một vị ứng cử viên tổng thống phải tranh cử từ trong nhà tù. Và tranh cử từ, quý vị còn nhớ tôi đã từng nhắc với quý vị trong cách đây không lâu, kể từ khi mà họ bắt đầu truy tố ông Trump rồi, thì tôi đã nói với quý vị là trong lịch sử thế giới, Nelson Mandela, ông tổng thống của Nam Phi đó, ông ra tranh cử, ông thắng chức tổng thống là sau khi ông trả giá mấy chục năm trong nhà tù. Ông ra tù rồi, ông tranh cử, ông thắng. Ông tổng thống Mexico Obrado cũng từng phải buộc tội ở tù, rồi sau đó mới ra tranh cử mới thắng. Hay là ông Kim Da Chung, tức là ông Kim Đại Trọng đó, ông cũng là một đảng đối lập dân chủ đó, thì ông cũng phải trả giá trong nhà tù rồi, ông mới ra tranh cử, ông thắng. Chưa có một cái người nào ứng cử viên mà tranh cử từ trong nhà tù cả, kể cả cái nhân vật vừa mới qua đời. Vừa rồi thì quý vị thấy bên Nga có cuộc bầu cử tổng thống, Navalny đã chết trước khi mà ông ta trước khi mà cuộc bầu cử xảy ra. Thì quý vị, Navalny cũng không có tranh cử từ trong nhà tù. Navalny, tức là nhân vật đối lập của Putin, cũng không tranh cử từ trong nhà tù. Duy nhất chỉ có ông Trump là người đầu tiên, có thể nói là trong lịch sử thế giới, tranh cử từ trong nhà tù mà thôi. Và nó xảy ra trên một đất nước được xem là dân chủ nhất thế giới. Nhưng kịch bản sẽ như thế nào? Nó còn tùy theo dư luận. Tùy theo dư luận, thưa các bạn. Thứ nhất là tôi nói quý vị, bản án kết tội coi như nó đã có sẵn rồi. Bây giờ nó chỉ trình diễn vài ba ngày hay vài ba tuần cho bà con xem cái màn trình diễn này thôi. Rồi sau đó nó kết tội. Rồi khi kết tội xong, nó đi cái đường hướng fast track, tức là kết án. Bao nhiêu năm tù? Tức là ông Trump sẽ phải vô tù từ tháng 6 cho tới tháng 7. Có nghĩa là ông sẽ vô tù trước khi có cái đại hội đẹp của Đảng Cộng Hòa vào ngày 15 tới tháng 7. 15 tới tháng 7 này, trên quy tắc Đảng Cộng Hòa sẽ có một cái đại hội đảng ở tại Milwaukee, Wisconsin. 3 ngày, từ 15 cho tới 18 tây. Thì quý vị, trên quy tắc đêm cuối cùng của đại hội đảng là cái đêm mà họ sẽ đề cử ai là người ra tranh cử tổng thống. Thì năm nay chúng ta biết là ông Trump rồi. Ông đã đạt đủ túc số của các đại biểu đoàn của Đảng Cộng Hòa trên toàn quốc. Và thứ hai, ông không còn đối thủ nào khác. Coi như ông là presumptive, là một người chính thức rồi. Thì quý vị, lần này thì Đảng Cộng Hòa sẽ phải đề cử ông Donald Trump làm ứng cử viên tổng thống từ trong nhà tù. Và bài phát biểu của ông trên đại hội đảng sẽ được phát qua màn hình video, chứ không phải là trực tiếp ông có mặt ở trong cái đại hội đảng đâu. Tại vì lúc đó ông còn đang ngồi trong nhà tù. Đây là cái ý muốn của đảng Dân Chủ. Thứ nhất là họ giới hạn những cái cuộc tranh cử của ông, những cái cuộc đi vận động của ông ở các tiểu bang chiến lược. Thứ hai là sử dụng cái án tù này để triệt hạ cái uy thế của ông Trump. Và thứ ba, gây khó khăn cho Đảng Cộng Hòa khi mà ủng hộ cho một ứng cử viên mà đang bị ở tù. Thì quý vị, điều này sẽ làm cho một số những thành phần của Đảng Cộng Hòa ở trong Hạ Viện và kể cả một phần ở Thượng Viện sẽ né ông Trump. Họ làm cho Đảng Cộng Hòa né ông Trump, bởi vì những người mà đang là dân cử ở trong Quốc hội thì năm nay họ tái tranh cử trở lại. Tức là ở trên Hạ Viện thì cứ mỗi 2 năm phải tranh cử một lần. Do đó, tất cả các thành viên của Đảng Cộng Hòa trong Hạ Viện đều phải tái tranh cử hết. Và quý vị thấy năm nay là Đảng Cộng Hòa có một cái cơn khủng hoảng. Nhiều người từ chức sớm. Nhiều người từ chức sớm trước khi có cuộc bầu cử tháng 11. Thì có nghĩa là Đảng Cộng Hòa cái sự mong manh giữ cái quyền đa số rất là mong manh. Rất là mong manh. Do đó thì quý vị, điều đáng là rồi những người mà ra tranh cử kỳ này vì muốn giữ lại cái ghế của mình thì quý vị, nó sẽ tạo áp lực tới là anh endorse cho Donald Trump, kỳ này anh tới số rồi. Thì báo chí của giới truyền thông khuyên tả sẽ tấn công tất cả những người nào đã endorse cho ông Trump, để cho những người này thấy bây giờ mà đi endorse một thằng tù tội hả? Thì quý vị, họ sẽ né ra. Mục đích của họ là gì? Những người dân biểu quốc hội sẽ né ông Trump ra để mình thắng cử đã. Dù có ủng hộ ông Trump cũng phải tạm thời né ông qua một bên đi để mình tranh cử đó. Tức là nó tìm cách nó cô lập ông Trump trong Đại Cộng Hòa.
Đây là cái ẩn ý của đám đảng Dân Chủ. Tức là nó dùng đủ mọi cách. Bây giờ là tới lúc mà nó phân hóa Đảng Cộng Hòa. Tại vì trên quy tắc thì quý vị, nó sẽ cho một vài cử tri tới gặp ông dân biểu. Tức là những người giả danh cử tri thôi. Nó ủa, tại sao ông lại endorse cho một tên tù tội vậy? Một tên tù hình sự vậy? Làm tổng thống vậy? Thì quý vị, những người này nghe những câu hỏi đó, họ sẽ nhạy cảm, họ sẽ dở lại. Và họ rút lại cái endorse với ông Trump. Rồi họ né ông Trump ra luôn. Tức là họ làm cho tức ông Trump bị mất uy thế ngay trong đảng luôn. Đây là ẩn ý của họ. Do đó, cái phiên tòa sắp sửa diễn ra, mình thấy, tôi đã nói quý vị, đó là màn trình diễn. Và nó sẽ đi fast track để nó tìm cách đưa ông Trump vào tù sớm. Ông muốn nộp đơn kháng án thì cứ việc nộp đơn, nhưng mà anh vô tù ở trước đã. Thông thường thì quý vị thấy kết tội xong cho tới kết án là 3 tháng tới 6 tháng. Có những trường hợp kéo dài 1 năm rồi mới đưa ra cái bản án là bao nhiêu năm tù. Nhưng mà lần này đám Evan Pratt hay là đám Dân Chủ kể cả quan tòa đều thống nhất, ô đã có tội rồi thì chúng ta không cần phải chờ đợi nữa, mình sẽ có một cái hành lang fast track nhanh chóng để kết án luôn. Thì quý vị, đây là cách họ sẽ làm, đây là cách mà họ sẽ làm trong thời gian sắp tới để mà tìm cách gọi là chặn tất cả những cái đường tranh cử của ông Trump. Rồi quý vị thấy là từ lúc mà ông Trump tuyên bố ra tranh cử cho tới bây giờ cái tiền mà ông tốn nhiều nhất không phải tranh cử. Cái tiền mà ông tốn nhiều nhất là cho tất cả những cái vụ mà kiện tụng về pháp lý này, chứ không phải là tranh cử. Cho tới giờ phút này, một phần là tiền túi của ổng, một phần là tiền của quỹ tranh cử của ổng, một phần là tiền của cái super PAC ủng hộ cho ổng. Nhưng mà tất cả tiền này thay vì mình bỏ vào tranh cử, thì nó làm cho ổng bị khô máu. Tức là nó tìm đủ mọi cách làm cho ổng bị khô máu. Phải tiêu tiền trong những cái vấn đề pháp lý nhiều hơn, thay vì là dùng cái tiền đó vận động tranh cử. Thì một mặt là làm cho ông Trump bị khô máu, một mặt là tìm cách tách ông Trump ra khỏi những người ủng hộ trong Đảng Cộng Hòa. Quý vị nên nhớ, ở trên Hạ Viện, trên 150 người đã endorse cho ông Trump, trong tổng số là 200 mấy người của Đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu ông Trump bị kết tội, và nó dùng cái tội danh đó, nó là nó không gọi ông Trump là tổng thống nữa, mà nó gọi là một tên tù hình sự, một tên criminal. Ồ, anh đi endorse cho một tên criminal hả? Anh đi ủng hộ cho một tên criminal hả? Thì quý vị, những thành viên ở Đảng Cộng Hòa ở tại Hạ Viện mà thuộc phái ôn hòa đó, không thuộc phái MAGA đó, thì họ sẽ giỡn, tại vì họ đang tranh cử. Ở Hạ Viện là cứ 2 năm một lần mà. Thì năm nay tất cả thành viên của Hạ Viện đều phải tranh cử hết. Thì họ giỡn, họ sợ ảnh hưởng tới lá phiếu của họ. Họ né ông Trump ra, họ rút lại endorse. Đó là điều thứ nhất. Ok. Điều thứ hai là nó sẽ tìm cách, và khi đó thay vì cái quỹ của Đảng Cộng Hòa dồn cho ông Trump để tranh cử thì bây giờ phải tốn tiền chi ra cho pháp lý, tốn tiền chi ra cho pháp lý. Và điều thứ ba là quý vị, nó sẽ làm cho ông Trump bị mất mặt khi không có mặt trong đại hội đảng để nhận sự endorse của mọi người, tức là nhận sự nominee của mọi người để ra tranh cử, mà phải ngồi từ trong nhà tù, mặc cái áo tù để mà tuyên bố ra tranh cử, và tuyên bố nhận cái sự đề cử của đảng ra tranh cử. Thì quý vị, tức là nó dùng đủ mọi cách nó hạ nhục ông Trump, rồi dùng những cái hình ảnh mà ông mặc áo tù đó, nó sẽ tri tét, và đảng Dân Chủ sẽ dùng những cái hình ảnh đó tri tét ở tất cả các công ty truyền thông trên toàn quốc, từ báo chí địa phương cho tới đài truyền hình cấp quốc gia. Nó sẽ hình ảnh là Donald Trump mặc áo tù. Thì quý vị, nó dùng đủ mọi cách này để nó hạ cái khả năng thắng cử của ông Trump xuống. Nhưng mà giống như tôi nói, cách đây mà lúc mà nó bắt đầu thi tố, tôi nói rằng chuyện gì cũng có hai mặt một đồng tiền. Nếu như Donald Trump vào vào tù mà tranh cử trong nhà tù, đó là cái hiện tượng đầu tiên của nước Mỹ. Và ổng sẽ trở thành ông tổng thống đầu tiên của thế giới thắng cử từ trong nhà tù. Bởi vì cái hành động này của Đảng Dân Chủ, họ đi tất cả mọi cái điều này. Người dân Mỹ không phải mù. Họ sẽ dồn phiếu cho ông Trump. Mà không những người dân Mỹ dồn phiếu cho ông Trump, mà cả thế giới đều đứng về phía của ông Trump, mặc dù họ không được bỏ phiếu. Nhưng mà về mặt tinh thần, họ sẽ đứng thẳng về phía của ông Trump. Tại vì họ thấy đây là hành động bức hại chính trị rất rõ ràng.
Và quý vị, chưa đâu, nó còn chơi cái màn rất em, bởi tôi nói là còn lệ thuộc vào dư luận là như vậy. Lý do khi mà cộng đồng quốc tế và người dân trên toàn thế giới bất mãn trước cái bản án này và bất mãn trước tình cảnh của một ứng cử viên tổng thống đang bị nhốt trong nhà tù, thì quý vị, đầu tiên hết Maduro của Venezuela. Ê, anh cấm vận tôi, nói là tôi đàn áp đối thủ chính trị hả? Anh có khác gì tôi đâu. Đó, vừa rồi Joe Biden áp dụng lệnh cấm vận lại với lại Maduro đó. Thì quý vị, lấy gì trả lời? Áp dụng lệnh cấm vận không cho là rút lại môn bài với cái công ty dầu khí của nhà nước Venezuela đó, chỉ vì Maduro đàn áp những đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử sắp tới. Xong rồi Putin nói, ê, từ trước tới giờ tụi bay chỉ trích tao là đàn áp đối thủ chính trị, kể cả sát hại đối thủ chính trị trong tù luôn, Navalny đó. So, bây giờ có khác biệt gì đâu. Rồi quý vị, những cái này nó sẽ làm cho cái thế giới còn lại, từ Trung Quốc, Nga cho tới Venezuela, rồi Cuba, Bắc Hàn, nó lây qua Cộng sản Việt Nam, rồi nó lây qua tới Lào, Campuchia, rồi kể cả bên phía của Âu Châu, ông Orbán, Viktor Orbán, ông nói, ê, mấy anh cắt tôi 2 tỷ đô la, euro, 2 tỷ euro, bởi vì các anh nói là tôi làm cho nền dân chủ của nước Hungary bị rớt xuống, nền dân chủ bị thụt lùi, bị vì cách điều hành của tôi. Vậy thì Joe Biden thì sao? Joe Biden có khác gì đâu mà bây giờ không ai lên tiếng với Joe Biden vậy? Chưa kể, quý vị, những cái tổ chức mà được xem là báo cáo nhân quyền trên thế giới, từ Amnesty International có trụ sở đặt tại Anh cho tới Human Rights Watch là đứng ngay tại New York, từ nay về sau những bản báo cáo của họ, người ta nói các anh bullshit, nước Mỹ đàn áp tới mức đó mà các anh không có một cái lời nào nói về cái nền dân chủ của nước Mỹ và cái nhân quyền của nước Mỹ hết. Các anh đi nói những nước khác không à, mấy anh không nói tới nước Mỹ kìa. Thì quý vị, đây sẽ là một cái áp lực, và chung cuộc của cái áp lực này làm gì, là sẽ cho Joe Biden có một cái thái độ đạo đức giả, là như là ô, trước áp lực và tôi cũng không đồng ý với lại cái bản án của quan tòa New York, tôi sẽ ký ân xá cho Donald Trump. Quý vị, một hành động đó là Joe Biden lại lấy được một cảm tình của một số người, lấy được một số phiếu nữa. Tức là đám này đẩy ông Trump vào tù để coi đo lường, coi khán giả, coi cử tri ở Mỹ này và cái thế giới phản ứng như thế nào. Thế khi mà thấy ở Mỹ phản ứng quá mạnh, tất cả những người ở Mỹ này phản ứng quá mạnh, rồi cộng đồng quốc tế cũng lên tiếng phản ứng, thì quý vị, Joe Biden nói, ô, tôi cũng đâu có đồng ý cái bản án này, tôi sẽ đích tay ký ân xá cho Donald Trump. Quý vị nghĩ sao quý vị? Quý vị nghĩ sao là cái kịch bản này xảy ra? Và cuối cùng thì Joe Biden hốt được một mớ phiếu, là để gì? Ô, đây mới là tổng thống Mỹ. Như vậy mới đúng. Như vậy mới đúng là bảo vệ cho người đối lập với mình. Ha, Joe Biden hốt sạch hết. Joe Biden hốt sạch hết. Và quý vị, chính chính vì điều này mà tôi mới nói quý vị là cái bản án này nó là một cái vở kịch, và cái vở kịch này nó đang đo lường, nó đang đo lường phản ứng của người dân Hoa Kỳ và công và bên ngoài. Và bây giờ tôi assume thôi, tôi không nói chắc chắn, với cái bản án kết kết án và kết tù này, ông Trump sẽ giành được rất nhiều phiếu của những người dân, tại vì người ta bất mãn, giống như tôi nói, tất cả đều ngọng hết, không trả lời được. Nếu không bỏ phiếu cho ông Trump thắng cử thì coi như cái nền dân chủ của nước Mỹ tan rã hoàn toàn, phá sản hoàn toàn. Do đó, người dân Mỹ phải họ có trách nhiệm bảo vệ cho cái quy tắc dân chủ. Họ sẽ dồn phiếu cho ông Trump. Vậy thì câu chuyện kế tiếp là cái gì? Nếu ông Trump thắng cử sẽ chưa bao giờ xảy ra nha quý vị. Tôi nói là những chuyện chưa xảy ra sẽ xảy ra và đang xảy ra. Nếu tôi assume là ông Trump thắng cử kỳ này, thắng lớn luôn, thắng landslide luôn, tức là 7 tiểu bang chiến lược, Joe Biden không có cửa luôn. Ông Trump thắng tới 300-400 cử tri đoàn, chứ không phải là 270 nữa. Thì chuyện gì xảy ra kế tiếp? Ông đang ở tù. Thì quý vị, điều duy nhất mà tôi nói là ông sẽ nhận chức trong nhà tù.
ông Trump sẽ nhận chức trong nhà tù. Joe Biden có ký ân xá hay không tôi chưa biết. Tôi cứ assume là Joe Biden sẽ không làm chuyện này. Joe Biden sẽ không ký ân xá cho ông Trump trước khi Joe Biden rời khỏi ghế tổng thống. Nếu Joe Biden làm như vậy, thì quý vị, ông Trump nhận chức trong nhà tù. Lễ tuyên thệ sẽ nằm trong nhà tù, chứ không phải nằm ở ngoài. Đặt tay lên kinh thánh tuyên thệ làm tổng thống Hoa Kỳ ngay trong nhà tù. Và trong ngày đầu tiên mà ông Trump làm tổng thống, ông làm cái gì? Giống như ông nói, thứ nhất là ông sẽ cho ký lại xác định, khai thác tất cả dầu hỏa, đóng cửa biên giới. Là hai chuyện ông làm. Chuyện thứ ba, ông sẽ ký ân xá cho tất cả những người đã bị buộc tội trong cái biến cố ngày 6 tháng 1 của năm 2021. Ông sẽ ký ân xá cho ông Peter Navarro, tức là cái người mà từng làm cố vấn của ông. Nhưng ông sẽ không ký ân xá cho ông. Với cá tánh của ông Trump, ông ký ân xá cho tất cả mọi người. Nhưng mà I'm stay here, still in prison. Tức là ông ký ân xá cho những người đó được trả tự do, ký ân xá xóa án cho những người của biến cố ngày 6 tháng 1. Nhưng ông sẽ không tự ký ân xá cho mình. Với cá tánh của ông Trump, ông có thể làm điều này. Và quý vị, chuyện gì xảy ra đây? Cái giống như tôi nói cách đây một năm, là nếu mà ông Trump thắng cử từ trong nhà tù và ông không ký ân xá cho mình, thì tất cả nội các sẽ được thành lập từ trong nhà tù. Ông sẽ thành lập cái văn phòng điều hành quốc gia trong nhà tù, và nội các điều hành cũng từ trong nhà tù. Vậy thì cái nhà tù đó sẽ trở thành cái nhà tù lịch sử. Nhà tù đó tôi chỉ biết nhà tù đó ở New York. Tại vì thường thường ở New York quý vị, thì cái cả tiểu bang New York nó có hình như có một cái nhà tù là của chính phủ thôi. Còn lại hầu hết hệ thống nhà tù đều là tư nhân. Đều là của tư nhân hết. Mà cái này ông bị xử theo luật tiểu bang chứ không phải luật liên bang. Do đó, ông sẽ ở tù mà cái nhà tù của tư nhân, chứ không phải nhà tù của chính phủ. Có thể thôi. Vậy thì cái nhà tù đó sẽ là cái nhà tù lịch sử, và cái nơi đó sẽ là cái nơi lịch sử, cái nơi điều hành quốc gia từ một người bị tù. Quý vị, chưa kể, lúc cuối cùng thì quý vị thấy là nó ra một cái hình, nó ra một cái gì? Tức là bầu cử của năm nay nó sẽ có những điều chưa bao giờ xảy ra, đang xảy ra và tiếp tục sẽ xảy ra. Bởi vì với cái tình hình mà xét xử và chọn bồi thẩm đoàn kiểu này, thì tôi nói với quý vị, ông Trump không thoát được khỏi án bị kết tội. Và khi kết tội xong, nó sẽ dùng cái phương pháp gọi là fast track để nó kết án tù luôn. Ông Trump sẽ đọc cái bài nhận chức ở trong nhà tù. Và điều vui nhất là gì? Lễ tuyên thệ trong nhà tù. Rồi đến lúc mà ông đọc bài State of the Union, tức là cái bài diễn văn trước quốc dân, thường thường là đọc trên quốc hội, ông sẽ đọc trên nhà tù và sẽ được chiếu trực tiếp lại ở trên quốc hội trong cái áo tù. Đây là những hình ảnh, quý vị nghĩ rằng là nó là một cái hình ảnh mà tôi đưa ra tức cười, không thực tế, nhưng quý vị, nó có thể xảy ra đó. Với cái chiều hướng đảng Dân Chủ đang đi bây giờ, nó có thể xảy ra. Và quý vị, lúc đó tất cả các quốc gia trên thế giới, tất cả những tổ chức mang danh là tranh đấu cho nhân quyền đều ngọng hết. Đều ngọng hết. Với cá tánh của ông Trump, ông sẽ dạch mặt tất cả những cái trò đạo đức giả này ra. Ông chấp nhận ngồi trong nhà tù. Ông chấp nhận không ký ân xá cho mình lúc đó. Ít nhất là vài tháng tới một năm. Cho tới khi mà tất cả những cái gương mặt đạo đức giả này lòi ra hết rồi đó. Lúc đó ông mới ký ân xá cho mình, để ổng quay trở lại tòa bạch ốc làm việc. Còn nếu không là ổng sẽ ở đó. Thì quý vị, những tổ chức báo cáo nhân quyền Amnesty International, rồi Human Rights Watch, rồi cái Defender, tất cả những tổ chức này sẽ đánh giá về nhân quyền của nước Mỹ như thế nào? Hay là im? Nín? Mà tôi bảo đảm với quý vị, nó nín hết. Nếu ông Trump bị kết tội là tất cả tụi nó nín hết, không nhắc một chữ báo cáo về nhân quyền của nước Mỹ, chỉ báo cáo nước khác. À, Venezuela đàn áp nhân quyền nè, đàn áp chính trị đối lập nè, rồi Thái Lan, rồi Miến Điện đàn áp đối lập nè, rồi tới Trung Quốc đàn áp đối lập nè, rồi Nga đàn áp đối lập nè, rồi quý vị,
Saudi Arabia là đàn áp đối lập dã man nhất nè. Nhưng mà nó sẽ không nhắc tới nước Mỹ. Nhắc tới nước Mỹ nó nói, oh, no one above the law. Tức là không ai đứng trên luật pháp hết. Ủa, vậy thì những nhà bất đồng chính kiến ở những nước này, họ vi phạm luật pháp cái gì? Mà họ bị chặn đứng vậy. Họ bị ngăn cản không được ra tranh cử, thậm chí còn họ còn bị đàn áp dã man nữa. Bị giam lỏng tại nhà nữa. Đó, Aung San Suu Kyi, 78 tuổi đó. Bây giờ còn đang bị giam lỏng, mới bị chuyển nhà tù đó. Bà ta bị cáo buộc tội gì? À, tội tham nhũng. Rồi bà ta bị cáo buộc tội gì quý vị? À, tội sử dụng cái walkie talkie bất hợp pháp. Tức là cái máy nói điện đàm á, bất hợp pháp. Bà ta bị xử những tội đó, chứ bà ta đâu có bị và xử về cái tội gọi là khác đâu quý vị. Thì cũng giống như ông Trump đó, cái tội mà đưa tiền bịt miệng cho Tommy Daniel mà ông Trump có đưa đâu. Kẻ đưa là luật sư Michael Cohen. Rồi sau đó Michael Cohen viết bill lại ông Trump thôi. Thì bây giờ quý vị, tất cả những cái đó họ sẽ lên tiếng như thế nào? Tôi muốn nghe cái tiếng nói của những kẻ suốt ngày mà cứ giương cái lá cờ dân chủ nhân quyền lên đó. Đây là cái hành động phi dân chủ nhất thế giới nè. Đối thủ chính trị phải tranh cử trong nhà tù, thắng cử trong nhà tù nè. Thì đây là cái hành động phi dân chủ nhất. Chỉ xảy ra với triều đại của Joe Biden thôi. Tôi nói là quý vị, Joe Biden có ký ân xá hay không, nó còn tùy thuộc vào áp lực của dư luận là như vậy đó. Nếu mà dư luận siêu siêu ảnh ảnh, ai cũng làm lơ hết á, là Joe Biden sẽ không ký ân xá đâu. Và đến kết quả mà ông Trump thắng cử một cái đó, thì quý vị, ông sẽ nhận chức trong nhà tù. Ông làm lễ tuyên thệ, đặt tay lên kinh thánh từ trong nhà tù, trong cái áo tù, chứ không phải là cái áo vest rồi cà vạt đỏ đâu, mà là nguyên cái áo tù đó. Rồi xong rồi ông sẽ lập nội các luôn trong nhà tù. Ông sẽ đọc bài State of the Union ngay trong nhà tù luôn. Và tất cả những lãnh đạo thế giới tới Mỹ chúc mừng cho tân tổng thống phải vô nhà tù gặp ông Trump. Những đồng minh của Hoa Kỳ, Fumio Kishida nè, hay là tổng thống Nam Hàn Yoon Suk Yeol nè, hay là kể cả tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Siu nha. Những lãnh đạo này tới nước Mỹ sẽ vào nhà tù thăm ông Trump. Gặp ông Trump để bàn về chuyện quốc gia, để bàn về chiến lược thế giới. Mà gặp một ông tổng thống trong nhà tù. Và kể cả cái đám Tây Âu luôn. Từ Olaf Scholz, Macron có muốn tới Mỹ gặp ông Trump thì vô tù gặp ông. Thì quý vị, những chuyện chưa bao giờ xảy ra, có thể xảy ra. Với cái tuần lễ này đang xét xử ông Trump về tội hình sự. Và giống như tôi đã assume trước rồi, cách chọn bồi thẩm đoàn, cách đặt câu hỏi với bồi thẩm đoàn này rõ ràng là gì? Họ đã định hướng trước rồi. Bản án đã được định sẵn rồi. Bây giờ chỉ là diễn kịch cho mọi người xem, xong rồi đọc bản án ra thôi. Và sẽ dùng một cái phương pháp fast track để mà kết án tù nhanh hơn. Kết tội thì là sớm lắm, nhưng kết án nó khác nữa. Kết án là bao nhiêu năm tù nữa. Thì quý vị, đây sẽ là những cái gì mà chúng ta sẽ chứng kiến được trong vài tuần lễ tới. Và điều này cho chúng ta thấy được cái gì gọi là phi dân chủ và cái gì là một nền dân chủ thật sự. Quý vị, từ cái vụ án của ông Trump, chúng ta sẽ chứng kiến tất cả mọi thứ. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả. Chúng ta gặp lại sau. Bye bye.